Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Giả Trạch. Tỉnh Hưng Yên có 4 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Huyện Yên Mỹ tăng cường liên kết sản xuất về tiêu thụ nông sản. Hiệu quả dạy bơi thông qua các bể bơi di động. Tòa tuyên án tử hình đối tượng Đinh Công Tráng kẻ thực hiện vụ trộm cắp giết người tại phường Hồng Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác tổ chức hội thảo khoa học về Triệu Việt Vương. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các đồng chí trong ban tổ chức hội thảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tên hội thảo là Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quân đội nhân dân tổ chức tại Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Các thành viên ban tổ chức đã báo cáo tiến độ công việc mà đơn vị phụ trách, đồng thời thống nhất ý kiến về một số nội dung như thời gian tổ chức hội thảo, việc thẩm định bài viết, biên tập, in kỷ yếu, đẩy nhanh việc trang trí, khánh tiết, chuẩn bị các điều kiện về giấy mời, khách mời, cơ sở vật chất phục vụ cho hội thảo. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận công tác chuẩn bị cho hội thảo của các thành viên ban tổ chức. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và báo Quân đội nhân dân thẩm định nội dung các bài tham luận, bảo đảm tính chính xác, có căn cứ, đúng lịch sử. Thời gian tổ chức hội thảo dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm nay. Sáng nay, huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới huyện Phù Cừ giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cừ đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, huy động trên 3.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động ngoài ngân sách trên 2.000 tỷ đồng. 13 trên 13 xã được công nhận xã nông thôn mới, đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đường giao thông nông thôn, trường học được xây dựng khang trang, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thu hút đầu tư, quan tâm đến tiêu chí môi trường, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 và liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Tới dự lễ trao tặng có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Danh hiệu vinh dự nghệ nhân ưu tú là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng các nghệ nhân tiêu biểu có lòng yêu nước, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc và có những cống hiến to lớn trong việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 cho 561 nghệ nhân. Tỉnh ta có 4 cá nhân được phong tặng là bà Dương Thị Đông, sinh năm 1953 ở thị trấn Bần, thị xã Mỹ Hào, ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968 ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1960 ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, ông Chu Văn Sĩ, sinh năm 1952 ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Cũng tại buổi lễ, liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã thu hút nhiều nghệ nhân, thanh đồng đến từ các địa phương trong tỉnh tham dự, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Trước đó, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về trao danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú cho cố nghệ nhân Chu Văn Sĩ, sinh năm 1952, mất năm 2018, ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, quê hương có truyền thống hát chèo.
Ngay từ những năm 60-70 của thế kỷ trước, ông cùng đoàn chèo Thanh Long đã đi biểu diễn khắp các tỉnh phía Bắc, mang nghệ thuật chèo đến với công chúng trên nhiều miền Tổ quốc, góp phần gìn giữ lan tỏa được tình yêu âm nhạc truyền thống của quê hương Hưng Yên. Với những đóng góp cho nghệ thuật chèo, tháng 3 năm 2019, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú cho nghệ nhân Chu Văn Sĩ vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Chủ trì điểm cầu trung tâm có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có lãnh đạo Sở Y tế và một số sở ngành liên quan. Hội nghị đã triển khai chỉ thị số 08 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tới tất cả các cơ quan đơn vị y tế trên toàn quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm tới cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành y tế, sự phối hợp tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh. Chống rác thải nhựa hiện đang là vấn đề toàn cầu trong lĩnh vực y tế. Một lượng lớn chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các hoạt động sinh hoạt thường ngày của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân, phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế. Tại hội nghị, đã tổ chức ký cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế trên cả nước. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của người tiêu dùng, những năm gần đây, các xã phường của thành phố Hưng Yên đã thành lập được 12 hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện thành phố Hưng Yên có 12 hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên tổng số 32 hợp tác xã, trong đó 10 hợp tác xã sản xuất cây ăn quả với diện tích trên 130 ha, bao gồm trên 80 ha nhãn và gần 50 ha cam, một hợp tác xã nuôi thả thủy sản Hưng Hải với trên 50 lồng bè nuôi thả cá lăng, cá chép giòn và một hợp tác xã chăn nuôi bò xã Phú Cường. Việc thành lập các hợp tác xã không chỉ giúp sản xuất ra các sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được thị trường ưa chuộng, dễ dàng tiêu thụ, mà còn giúp các hộ sản xuất nâng cao giá trị thu nhập gấp 1,7 đến 2 lần so với sản xuất thông thường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã thúc đẩy sản xuất theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác xã với các doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tạo tiền đề để mô hình này tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới. Những năm trước, khi chưa tham gia hợp tác xã thì việc trồng hơn một mẫu rau của gia đình ông Lê Văn Cao ở thôn Mỹ Hạ, xã Yên Phú gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt việc bán sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, từ ngày tham gia hợp tác xã đến nay, gia đình ông luôn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, cách sử dụng các loại phân bón hữu cơ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng của sản phẩm tăng lên đáng kể. Giá bán cũng cao hơn giá thị trường 20 đến 30%. Trước đây thì làm theo tự do thực ra mà nói thì gia đình tôi cũng khổ lắm. Nhưng đến bây giờ được cái là chúng tôi làm sản phẩm ra bán được giá thì nói chung là gia đình cũng còn có bán ăn bát để. Như bây giờ chúng tôi làm ra bao nhiêu là hợp tác xã tiêu thụ cho tôi chúng tôi sản phẩm đấy và được giá rất là cao. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Yên Phú hiện có 150 hộ thành viên, sản xuất trên diện tích gần 200 ha, trong đó có trên 15 ha trồng rau củ vụ đông đã được công nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Còn lại là rau màu như bầu bí, su hào, củ cải, rau thơm. Tất cả đều sản xuất theo quy trình an toàn và được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất sạch, hiệu quả sản xuất của hợp tác xã liên tục gia tăng. Bình quân mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp từ 1 đến 1,5 tấn rau củ sạch các loại cho các siêu thị. Về cái quy trình sản xuất thì chúng tôi được chi cục quản lý chất lượng là kiểm soát lấy mẫu thường xuyên các sản phẩm, những cái sản phẩm phải sạch tươi và mang về khu sơ chế thì được công nhân và dán tem nhãn mang đi các hệ thống siêu thị tiêu thụ, và hiện tại chúng tôi đang tiêu thụ các sản phẩm ở trên thị trường như là hệ thống Vinmark, Vinmark cộng, Copmark, Copfood và Bixi. Ngoài ra thì tôi cung cấp các cái sản phẩm này cho các trường học cũng như là bếp ăn công nghiệp trong địa phương và được đánh giá là một trong những sản phẩm rất là tốt. Những năm qua, nông nghiệp của huyện Yên Mỹ phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp,
phát triển các cây có giá trị kinh tế cao như sản xuất rau an toàn tại xã Việt Cường, Yên Phú, trồng ổi tại xã Hòa Long, cam vinh, cam canh tại xã Minh Châu. Toàn huyện có trên 1.500 hectare cho thu nhập trên 250 triệu đồng một năm. Giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác bình quân toàn huyện năm 2018 đạt 176,2 triệu đồng, với 23 hợp tác xã phát triển hình thức sản xuất và liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất đến thị trường. Trên địa bàn chúng tôi là các cái hợp tác xã như rau Yên Phú thì và TTM Farm thì cung ứng toàn bộ các cái chuỗi rau sản phẩm của nhân dân, là chuỗi sản phẩm sạch, là cung cấp vào cho Bixi thì và cung cấp vào cho Winmart thì và Copmart. Định hướng trong thời gian tới thì huyện sẽ khuyến khích động viên là nhân dân thế và hai đó là thực hiện đúng theo cái quy định của ủy ban tỉnh là thành lập phong trào mỗi xã một sản phẩm, thì như vậy là sẽ động viên được nhân dân thế và động viên được các hợp tác xã là thành lập sớm mới thành lập theo chuỗi. Trong khi nhiều nơi tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế, sản phẩm nông nghiệp giá cả bấp bênh không ổn định, việc thực hiện các liên kết sản xuất tiêu thụ như nhiều nơi ở Yên Mỹ đã giải quyết khá căn bản vấn đề trên, giúp nông dân yên tâm về đầu ra sản phẩm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn tỉnh nợ thuế trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh nợ 263 tỷ đồng, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên nợ 238 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất vôi Bình Minh nợ trên 121 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Phú nợ trên 87 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản Vạn Thuận Phát nợ trên 70 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng nợ 27 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất vôi Hưng Yên nợ 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp nợ từ 5 đến 18 tỷ đồng như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Tân Phú Hiến, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Dũng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tường Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Thành Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hà Anh Hưng Yên, Công ty Xây dựng Thành Công, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ điện Việt Á, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Xuyên Việt, Công ty Cổ phần Cơ khí Dệt may Hưng Yên, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Thủy lợi Hưng Yên, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tân Sáng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Phương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Gia, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Phương Thảo, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Hải Yến, chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT tại Hưng Yên, Nhà máy Ô tô Cửu Long, Công ty Cổ phần Đông Tiên Phố Hưng Yên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hưng Yên. Trong thời gian qua, việc nâng cao chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn đã từng bước góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hầu hết các công trình đang vận hành ổn định, từng bước phát huy hiệu quả cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn huyện Ân Thi. Hiện toàn huyện Ân Thi có 5 đơn vị cấp nước sạch cho 20 xã thị trấn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước sạch Ngọc Tuấn, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên, Nhà máy Nước sạch Tân Trào, Nhà máy Nước sạch Tân Việt và Nhà máy Nước sạch Hồng Quang. Trong đó có 16 xã thị trấn, người dân đã sử dụng nước sạch, 4 xã gồm Bắc Sơn, Bãi Sậy, Đào Dương, Tân Phúc đã cơ bản lắp đặt xong hệ thống đường ống. Với mức giá nước dao động từ 5.000 đồng một mét khối đến 8.300 đồng một mét khối, hiện toàn huyện có trên 14.000 hộ gia đình sử dụng nước sạch, đạt gần 50%. Công ty luôn duy trì một đội ngũ để giám sát chất lượng và dây chuyền công nghệ là đã được thiết kế và đến khi thi công là đảm bảo theo đúng chất lượng. Theo tính toán ấy, thì một cụm đồng hồ là 3,8 triệu, nhưng công ty cũng chỉ thu 3,3 triệu áp dụng cho toàn tỉnh để mình hỗ trợ và mong muốn là nhân dân tham gia đấu nối được nhiều hơn, đạt được cái chỉ tiêu chung của tỉnh. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mức thu chênh lệch đấu nối đồng hồ giữa các dự án, Phòng Nông nghiệp huyện Ân Thi cũng phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra, lấy mẫu nước ở một số xã thị trấn nhằm đánh giá chất lượng nước mưa, nước mặt, nước ngầm, nước sạch. Nhờ đó, người dân trên địa bàn huyện dần làm quen với việc sử dụng nước sạch cũng như việc tiết kiệm công sức và máy móc khi phải liên tục thay rửa, bể lọc sử dụng nước giếng khoan. Ngày xưa nhà tôi sử dụng cái nước giếng khoan ấy, lọc đi lọc lại nó vẫn vàng lắm. Thế nên là nó cũng không tiện lợi, từ ngày có cái nước máy này nên là tiện lợi sạch sẽ, mà các anh em chuyên môn là cũng phục vụ nước, là lúc nào bơm cũng có nước, rất nhiệt tình và sạch sẽ. Với việc thực hiện cung cấp nguồn nước sạch 24/24 giờ,
các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Ân Thi đang ngày càng hoàn thiện chất lượng để phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, nói đến chị Bùi Thị Hường, bí thư đoàn xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, người dân trong xã đều khen ngợi là cán bộ đoàn gương mẫu, năng động. Với sự năng nổ của tuổi trẻ, năm 2003, chị Hường được tín nhiệm bầu làm bí thư chi đoàn thôn Nghi Xuyên. Đến năm 2016, chị được bầu làm bí thư đoàn xã Chí Tân. Với vai trò là bí thư đoàn xã, chị đã cùng ban chấp hành đoàn xã, các đoàn viên thanh niên làm tốt nhiều công tác tại địa phương. Đoàn xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vay 2,4 tỷ đồng cho 175 đoàn viên vay vốn phát triển chăn nuôi trồng trọt. Kết quả sau một năm, mỗi mô hình đã có số thu hàng trăm triệu đồng. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn dẹp đường làng nghĩa trang nhân dân, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trồng đường hoa dài trên 3 km, cùng với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn Nghi Xuyên, vận động được trên 20 hộ dân hiến trên 400 m2 để mở rộng đường giao thông. Năm 2018, chị vận động các đoàn viên tình nguyện đóng góp hàng trăm ngày công lao động và nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng để cải tạo sân vận động, khu vui chơi rộng khoảng 2.000 m2 cho thanh thiếu niên trong xã. Đặc biệt, trong phong trào hiến máu tình nguyện, bản thân chị cũng đã 6 lần tham gia hiến máu và đăng ký hiến mô tạng. Đồng chí bí thư đoàn xã Chí Tân là một người rất năng nổ nhiệt tình trong công tác đoàn xã và luôn dẫn dắt chúng tôi đi lên trong mọi hoạt động của đoàn và đã tạo dựng ra rất nhiều sân chơi mới cho chúng tôi. Đuối nước là một trong những tai nạn thương tích xảy ra nhiều nhất ở trẻ. Để hạn chế tình trạng đuối nước, việc dạy bơi cho trẻ là vô cùng cần thiết. Những năm gần đây, các địa phương, nhà trường đã và đang đẩy mạnh việc dạy bơi cho trẻ. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng có địa điểm để cho trẻ học bơi. Chính vì vậy, các bể bơi di động đã phần nào giải quyết vấn đề này. Ao làng tại thôn 2 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, trước đây là địa điểm bơi lội yêu thích của trẻ em trong làng. Nhưng cách đây 3 năm, nơi đây đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nên từ đó các phụ huynh không cho con em mình bơi lội tại ao làng. Năm 2018, gia đình ông Trần Văn Thiết đã đưa vào sử dụng bể bơi di động rộng gần 200 m2. Bể bơi mỗi ngày thu hút khoảng 150 trẻ đến bơi. Qua 3 tháng hè, đã có nhiều lớp dạy bơi được mở ra và không ít trẻ đã biết bơi sau mỗi khóa học. Con học bơi ở đây từ đầu mùa hè, sau nhiều buổi thì con biết tập bơi rồi ạ. Khi được nghỉ hè là các cháu có cái vị trí địa điểm bơi nên nó thuận tiện, cho nên các gia đình chúng tôi là đều là cũng quan tâm cho các cháu ở đây bơi nó gần hơn và có thầy dạy chu đáo để trong một kỳ học là 15 ngày là hầu như các cháu là bơi thành thạo cả. Không chỉ giúp trẻ em ở các xã phường có chỗ bơi lội vui chơi trong dịp nghỉ hè, mô hình bể bơi thông minh còn giúp học sinh một số trường được học môn bơi dễ dàng hơn. Các trường như trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, trường Tiểu học Yên Phú đã đưa bể bơi di động vào nhà trường. Khi mô hình bể bơi di động này trong quá trình tổ chức bơi, chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Ở trường Trung học phổ thông chuyên thì các cháu rất là hào hứng tham gia và các cháu tích cực tập luyện. Học phổ thông chuyên là có 347 học sinh. Thì các cháu tham gia hết và 100% các cháu đều biết bơi. Với chi phí đầu tư từ 100 đến 300 triệu đồng một bể bơi, diện tích để đặt bể bơi di động cũng không cần quá lớn. Việc vệ sinh bể bơi cũng đơn giản dễ dàng và đặc biệt là có thể thu gọn khi không dùng đến. Đó là những ưu điểm của mô hình bể bơi di động, là một cách làm hay đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, góp phần giải quyết vấn đề thiếu ao bơi cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Công Tráng sinh năm 1977, hung thủ sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018, Đinh Công Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường và chị Hoa để trộm cắp tài sản. Bị vợ chồng anh Trường phát hiện, Tráng dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa, làm hai nạn nhân tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tiếp đó khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lợi dụng sơ hở của mọi người, Tráng đã trộm chiếc túi xách có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân
và giấy tờ xe ô tô của chị Lê Thị Kim Trung với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2018, Tráng cũng trộm cắp một điện thoại trị giá 6,2 triệu đồng của anh Phạm Văn Hiệu ở đường Lương Định Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Đinh Công Tráng tổng mức án tử hình, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa cho vợ chồng anh Trường, chị Hoa cùng với tổn thất tinh thần cho người thân trong gia đình nạn nhân với số tiền 423 triệu đồng, đồng thời phải chịu trách nhiệm chu cấp cho hai con của vợ chồng anh Trường đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.